Câu hỏi của bạn thì bác ơi, bé nhà em bị viêm tai mà uống kháng sinh với truyền mãi mà không khỏi hẳn, có thuốc gì cho khỏi hẳn không? Cái này nó nằm ở với câu chuyện điều trị viêm tai giữa như thế này. Ở cái đợt viêm tai giữa cấp có sốt và có đau tai nhiều thì mới dùng kháng sinh. Thông thường khi bắt đầu viêm tai giữa, em bé nhà bạn sẽ có biểu hiện sốt rất nhiều trong khoảng 3 đến 5 ngày đầu, đau, quấy, khóc. Thì đây chính là cái thời điểm mà khi đi khám soi có viêm tai giữa một bên đối với trẻ dưới 6 tháng, viêm tai giữa hai bên đối với trẻ trên 6 tháng, trẻ dưới 2 tuổi, là chúng ta sẽ tiến hành là cho em bé dùng kháng sinh. Kháng sinh liều cao và kéo dài 7 ngày. Đấy là một đợt điều trị đầu tiên. Sau một cái đợt điều trị đầu tiên về kháng sinh này thì thông thường là em bé các bạn sẽ hốt sốt, nhưng đi khám tai nó không hết dịch đâu. Và cái dịch trong tai này nó sẽ rất lâu hết. Em bé nó sẽ hết đau, em bé nó sẽ hết sốt, em bé nó trở lại chơi bình thường. Nhưng đi kiểm tra có thể là mũi vẫn còn và tai vẫn còn hơi phồng, màng nhĩ còn hơi đỏ. Nhưng đây sẽ không phải là cái tiêu chuẩn, là cái biểu hiện để các bạn bắt tiếp tục dùng thêm kháng sinh cho con nữa. Bởi vì các bạn có dùng nữa thì cái dịch tai nó vẫn chưa thoát ngay đi ra được. Nó phải mất trung bình cả 3 tháng cái dịch tai này nó mới thoát đi. Nên rất nhiều bạn là cứ đi soi và đợt sau hết một đợt kháng sinh rồi, cứ đi soi mà thấy tai cứ còn đỏ, vẫn còn dịch là cứ tiếp tục dùng kháng sinh. Dùng mãi nó không hết cái tình trạng phồng tai này. Thì đấy là một cái phiên bản hiện nay mà mình hay gặp phải trong cái câu chuyện mà điều trị viêm tai giữa. Giờ đến tình huống mà các bạn cứ hỏi là sao mãi mà không hết. Không dùng kháng sinh hay không dùng kháng sinh thì ít nhất phải vài ba tháng sau đấy soi lại tai nó mới hết dịch. Còn những em bé thì ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh tốt thì nó không tái phát lại ở giữa, nó không sốt nữa, sau đấy chỉ với dịch thôi. Nhưng còn những em bé thì đúng là nó vì nó còn dịch trong tai nó sẽ lại sốt lại lần nữa. Thế nên cơ bản thì phải một cái chú ý là tránh lạm dụng cái kháng sinh trong điều trị viêm tai giữa, để chúng ta dùng đúng thời điểm. Vì cái kháng sinh này ở xung quanh tai nó rất ít mạch máu, cái kháng sinh dùng nó không đi vào cái chỗ tai này đâu, mà kháng sinh dùng trong cái viêm tai giữa là nhằm cho mục đích là giải quyết cái vấn đề toàn thân, phản ứng nhiễm trùng của toàn thân, phản ứng sốt trong quá trị của toàn thân. Nên khi nó khu trú ở tai mà nó không nhiễm trùng thì người ta chưa dùng ngay. Đấy, không dùng ngay bởi vì như vậy thì không hết được dịch ở trong tai, hơn nữa lại gây tăng các nguy cơ rối loạn đường tiêu hóa. Rối loạn đường tiêu hóa thì ăn uống lại kém hơn, ăn uống kém hơn thì miễn dịch kém hơn, miễn dịch kém hơn thì cái vấn đề bệnh lý thông thường tai mũi họng kích thích nó lại bị lại, nó lại sốt, nó lại mũi, nó cứ vòng vòng, nó vòng đi vòng lại. Nên bạn sẽ cần phải quay trở lại cái câu chuyện về mình sử dụng kháng sinh, kháng viêm, rồi các cái thuốc corticoid đấy, hay là kháng histamine đấy, trong quá trình sử dụng viêm tai cho con này là đúng chỉ định chưa, có bị lạm dụng thuốc hoặc không, để chúng ta tính toán cái phương án điều trị khác cho em bé. Chứ không có cái thuốc gì gọi là thuốc cho khỏi hẳn đâu. Ví dụ như một số bạn là đi thổi tai, thực ra là chữa đông tây y chán chê đủ rồi, xong vài ba tháng sau đi thổi tai thế nó khỏi chẳng qua là đến cái thời kỳ tai nó khỏi rồi mà thôi. Mình là phước chủ may thầy là như vậy. Vì các bạn tưởng tượng như là cái màng nhĩ nó như một cái cửa kính, khi mà các bạn thổi cái khói hay cái thuốc gì vào tai nó không có tác dụng gì cả. Ngược lại nếu mà nó bị thủng màng nhĩ thì cái thuốc cái thùng nó vào trong bên trong cái hõm nhĩ, nó vào bên trong cái xương, chỗ xương múa xương đè này cực kỳ nguy hiểm. Nên các cái việc là thổi khói hay là thổi thuốc gì vào trong viêm tai giữa là cái điều cần thiết phải tránh, vì nó không giải quyết được cái vấn đề của viêm tai giữa mà nó có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm cho cái tai của em bé nhé. Thì mình nhắc là mình có thể sau cái câu chuyện nhiều lúc không khỏi như thế này là dễ là các bạn tìm được cái phương án đấy lắm.